Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Truyền thông châu Á nhận xét sốc về bảng danh sách của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đá vòng loại World Cup 2026 khi huấn luyện viên Philippe Troussi công bố danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà cả truyền thông châu Á cũng không khỏi bất ngờ. Sự tin tưởng mạnh mẽ vào lứa cầu thủ trẻ cùng với sự trở lại của những gương mặt nổi bật sau thời gian dài vắng bóng đã tạo nên một bảng danh sách gây sốc và khó hiểu. Ở vị trí thủ môn, sự ổn định của Lâm Tây cùng với Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt đã giúp họ tiếp tục được bảo vệ khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Philip Nguyễn, người mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ mang lại sự cạnh tranh và chất lượng cho vị trí này, lại là một điểm trừ lớn. Trần Nguyên Mạnh, một cái tên khác từng được kỳ vọng, cũng không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Troussi, dấy lên nhiều nghi vấn về tiêu chí lựa chọn của ông. Hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam tiếp tục là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Sự trở lại của Vũ Văn Thanh sau những màn trình diễn ấn tượng tại V-League là một điểm sáng, nhưng việc loại bỏ một loạt các nhân tố khác chất lượng lại khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về chiến lược phòng ngự của huấn luyện viên người Pháp. Ở tuyến tiền vệ, sự vắng mặt của Nguyễn Quang Hải, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam, là một tổn thất không nhỏ, mặc dù chấn thương là lý do chính đáng. Nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối khi không thể thấy anh thi đấu trong những trận cầu quan trọng sắp tới. Và cuối cùng, ở hàng tiền đạo, sự không gọi Công Phượng, một cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, lại một lần nữa làm dấy lên những thắc mắc về quyết định của huấn luyện viên Troussi. Ngược lại, việc trao cơ hội cho Nguyễn Văn Quyết, một cựu binh đã chứng minh được phong độ, lại là một quyết định được đánh giá cao. Truyền thông châu Á đã không ngần ngại chỉ trích và đặt câu hỏi về những quyết định của huấn luyện viên Troussi, đặc biệt là việc ông có vẻ như đang đặt cược vào một lối chơi mạo hiểm với những cầu thủ trẻ chưa thực sự chứng minh được mình ở đấu trường quốc tế. Có ý kiến cho rằng việc này có thể là một con dao hai lưỡi, có thể tạo nên bất ngờ nhưng cũng đầy rủi ro. Danh sách này không chỉ phản ánh chiến lược của một huấn luyện viên đang tìm kiếm sự đổi mới, mà còn cho thấy ông đang xây dựng một đội tuyển với tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, liệu rằng sự đổi mới này có thực sự phù hợp với mục tiêu trước mắt là thành công tại vòng loại World Cup 2026 hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn mà chỉ có thời gian thì mới có thể trả lời. Những trận đấu sắp tới sẽ là bài test thực sự cho chiến lược của huấn luyện viên Troussi và là cơ hội để ông chứng minh rằng những quyết định táo bạo của mình là đúng đắn. Người hâm mộ Việt Nam và truyền thông châu Á sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, chờ đợi kết quả từ những chiến lược này, trong khi sự tập trung vào sức trẻ có thể được xem là một bước đi tích cực. Hướng tới tương lai, nó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ khi đối mặt với áp lực của những trận đấu quan trọng. Đội tuyển Việt Nam không chỉ cần sự nhiệt huyết mà còn cần kinh nghiệm và bản lĩnh từ những cầu thủ đã vượt qua nhiều trận đấu lớn. Sự loại bỏ các cựu binh không chỉ là rủi ro về mặt chiến thuật mà còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu và kinh nghiệm chuyển giao cho lớp cầu thủ trẻ. Sự không gọi Công Phượng, một tiền đạo có khả năng làm bùng nổ trận đấu bất cứ lúc nào, lại càng dấy lên những hoài nghi về khả năng tấn công của đội tuyển. Mặc dù vậy, việc gọi trở lại Nguyễn Văn Quyết có thể được xem là một nước cờ thông minh khi anh có thể mang lại sự đa dạng trong lối chơi và kinh nghiệm quý báu cho đội hình trẻ. Truyền thông châu Á cũng đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện viên Troussi tiếp tục trọng dụng các cầu thủ từ lứa U23. Điều này không chỉ cho thấy sự tin tưởng của ông vào khả năng phát triển của các cầu thủ trẻ, mà còn phản ánh một chiến lược dài hạn, một dự án lớn mà ông đang theo đuổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần kết quả tức thì tại vòng loại World Cup, liệu rằng sự đầu tư này có đem lại quả ngọt hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Một số ý kiến từ truyền thông châu Á bày tỏ sự lo ngại về việc liệu đội tuyển Việt Nam có thể duy trì được phong độ và sự ổn định khi liên tục thay đổi đội hình hay không. Sự thiếu vắng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Quang Hải và Công Phượng có thể tạo ra một khoảng trống lớn trong việc dẫn dắt và tạo đột biến trên sân. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về huấn luyện viên Philippe Troussi và các học trò của mình. Trong những trận đấu sắp tới, áp lực không chỉ đến từ kỳ vọng của người hâm mộ mà còn đến từ sự soi xét của truyền thông và chuyên gia bóng đá khắp châu Á. Liệu rằng đội tuyển Việt Nam có thể chứng minh rằng sự trẻ hóa lực lượng là bước đi đúng đắn, hay những quyết định của huấn luyện viên Troussi sẽ trở thành đề tài tranh cãi không ngừng nghỉ? Chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng mỗi cầu thủ được chọn sẽ tỏa sáng, đem lại thành công cho đội nhà và làm dịu đi những nghi ngờ. Hiện tại, sự lo lắng của người hâm mộ Việt Nam trước những quyết định khó hiểu từ huấn luyện viên Philippe Troussi là điều dễ hiểu. Bản danh sách mới nhất của ông không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của đội tuyển Việt Nam. Việc loại bỏ những cầu thủ có tên tuổi và kinh nghiệm như Quang Hải và Công Phượng cùng với sự thiếu vắng của các cựu binh khác đã tạo ra một làn sóng lo ngại rằng đội tuyển có thể sẽ không có đủ sức mạnh để đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực và trên trường quốc tế. Mặc dù việc trẻ hóa đội tuyển có thể mang lại lợi ích lâu dài về sự phát triển và bền vững, nhưng nó cũng đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Người hâm mộ đang tự hỏi liệu đội tuyển Việt Nam có thể chịu đựng được áp lực trong thời gian chờ đợi những tài năng trẻ này trưởng thành hay không.
sự không chắc chắn về khả năng của đội tuyển trong việc đạt được kết quả ngay lập tức là một nguyên nhân lớn gây ra sự mờ mịt trong tâm trí của người hâm mộ. Những quyết định của huấn luyện viên Cho cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược và mục tiêu của ông đối với đội tuyển. Liệu ông đang xây dựng một đội hình cho tương lai hay đơn giản là đang thử nghiệm mà không có một kế hoạch cụ thể? Người hâm mộ cảm thấy không an tâm về hướng đi của đội tuyển. Trong khi đó, áp lực từ dư luận và truyền thông cũng không hề nhỏ. Mỗi trận đấu không thành công, mỗi quyết định sai lầm có thể trở thành đòn bẩy cho những yêu cầu thay đổi từ cấp cao hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến huấn luyện viên Chelsea mà còn đến tâm lý của các cầu thủ, đặc biệt là những tài năng trẻ đang cần sự ổn định để phát triển. Tại sao VFF phải thuê sân Mỹ định giá 800 triệu đồng? Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân ngày 6 tháng 11 để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026, trong đó trận gặp đội Iraq sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã ký hợp đồng thuê sân với giá 800 triệu đồng theo đề án sử dụng tài sản công của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Đơn vị này đưa ra các mức giá cho thuê các hạng mục tại Khu Liên hợp. Cụ thể, cho thuê sân Mỹ Đình để tổ chức thi đấu đá giao hữu các trận giải bóng đá quốc tế với giá từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng một trận, không bao gồm các buổi làm quen sân. Với các giải trong nước và các trận giao hữu trong nước có giá là 120 triệu đồng một trận, còn thuê sân Mỹ Đình tổ chức các sự kiện âm nhạc, hội nghị khách hàng từ khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Các khung giá được niêm yết tại trụ sở Khu Liên hợp, đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin của đơn vị trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Sau khi tiến hành đàm phán, VFF và Khu Liên hợp đã thống nhất giá thuê sân Mỹ Đình cho trận đội tuyển Việt Nam gặp đội Iraq vòng loại thứ hai World Cup 2026 với giá là 800 triệu đồng.